Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Sửu, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày Tân Sửu, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bích thượng thổ, kỷ tuổi, ất mùi, đinh mùi, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Sửu, lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu, thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm tuất, canh thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Ích Hậu tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Sát Cống, Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Địa Phá xấu về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Thần Cách kỵ về tế tự, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm xấu mọi việc, sao Hà Khôi xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Huyền Vũ kỵ về an táng, sao Ngũ Hư kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Tứ Thời Cô Cỏ kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt đó, ngày 18 tháng 4 năm 2022, tức là ngày 18 tháng 3 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Tam Nương Sát, 6, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày cung ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày rất phù hợp để cho bạn triển khai các cuộc gặp gỡ với bạn bè, người thân và các hoạt động nhóm thực sự là rất cần thiết và quan trọng cho bạn trong ngày hôm nay. Vì vậy, với bạn tuổi Tý, hãy tìm ra những người đồng điệu về cảm xúc, về suy nghĩ để cùng nhau đưa ra những kế hoạch thú vị. Như thế, bạn sẽ có được một ngày làm việc rất là hiệu quả bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý có rất nhiều vấn đề liên quan tới tiền bạc mà bạn cần phải được xử lý, giải quyết trong ngày hôm nay. Và có thể với bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của người thân để chi trả cho những khoản tiền của bạn đã không có khả năng chi trả từ lâu. Ngoài ra, đây cũng là ngày mà với bạn sẽ có được cơ hội để kiếm được một khoản tiền kha khá cho mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc,
Điều này cho thấy với bạn cũng đang có những bất cập liên quan tới vấn đề về sức khỏe, ví dụ như bạn đang hay đuối sức, làm việc gì cũng khó hoàn thành được chỉ vì cơ thể uể oải, khó có được sự tập trung. Và nếu có thể, với bạn tuổi Tý nên dành hầu hết thời gian của mình cho việc nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân mình được tốt hơn nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, cần phải cẩn thận kẻo lại kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy rối mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hết sức cẩn thận khi làm việc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, kiên định với con đường mà mình đã lựa chọn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, hãy cố gắng làm việc hết sức mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, cần phải tập trung làm việc để tránh xảy ra những sai sót không đáng có. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn gặp phải không ít khó khăn trong công việc và trong cuộc sống ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu có thể là đồng nghiệp gây cản trở trong công việc vì ganh tị với thành công mà bạn đã đạt được, cũng có thể là người thân ngăn cản khiến cho bạn mất hết tinh thần để làm việc nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu, với những cảm xúc tiêu cực của bạn có thể khiến cho mọi chuyện càng trở nên rối ren, nghiêm trọng hơn. Và với bạn tuổi Sửu, bạn đừng quên rằng mọi việc tốt đẹp hay là không là hoàn toàn phụ thuộc vào cách đối xử, nhìn nhận về cuộc sống của bạn nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang không được ổn định cho lắm, một phần là do bạn nghỉ ngơi quá nhiều. Vì vậy với bạn tuổi Sửu, hãy biết buông bỏ những thứ không cần thiết vì chúng sẽ giúp cho bạn cảm thấy gỡ bỏ được áp lực và căng thẳng nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có thể bị đồng nghiệp cản trở do đố kỵ, ganh ghét với những gì mà bạn đã đạt được. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tinh thần bị giảm sút vì những cảm xúc tiêu cực tác động lên bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, hãy học cách buông bỏ những suy nghĩ xấu, tiêu cực không cần thiết. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 53, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày của chính quan độ mệnh tương trợ. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho vận trình công danh, sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Bạn mệnh tuổi Dần được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì có tinh thần trách nhiệm cao, lại có khả năng lãnh đạo khá tốt, có thể đào tạo trở thành tầng lớp lãnh đạo kế cận về sau này nữa. Và với bạn tuổi Dần trong ngày này, nên nhân cơ hội này để phát huy năng lực của bản thân mình tốt hơn nữa, cũng như là tập trung cao độ vào công việc của mình. Đây là thời điểm khá nhạy cảm, vì vậy với bạn tuổi Dần, chỉ cần sai một chút nhỏ thôi cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới sự thăng tiến trong tương lai của bạn về sau này.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bà Tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc khắc với Thổ. Điều này tôi thấy dù vợ chồng ở bên cạnh nhau từ lâu nhưng cũng có thể sẽ chẳng hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì, có thể vì chuyện con cái mà nảy sinh những mâu thuẫn. Hai người nên ngồi lại với nhau và bàn luận để tìm ra cách giải quyết, tháo gỡ những vấn đề bạn đang gặp phải, tránh sự tranh cãi rồi chẳng đi đến đâu, gia đình lại có sự lục đục nhé. Về câu quyết cho bạn Tuổi Dần trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy được cấp trên tin tưởng và đồng nghiệp tín nhiệm. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, công danh sự nghiệp nhận được sự tương trợ lớn của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, tránh để xảy ra sai sót trong khoảng thời gian nhạy cảm như thế này. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nắm chắc được cơ hội để phát huy năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, vợ chồng có thể không hiểu được suy nghĩ của nhau. Và đánh giá của bạn Tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 57, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tốt, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày có nhiều cảm xúc lẫn tích cực và tiêu cực đan xen nhau. Với bạn tuổi Mão đang có những bối rối giữa những luồng suy nghĩ khác nhau về công việc, về chuyện tình cảm cá nhân. Cái điều này sẽ làm cho hiệu suất công việc của bạn cũng vì thế mà khó có được sự ổn định. Và với bạn tuổi Mão trong ngày này, cái điều quan trọng nhất là bạn sẽ phải rành rẽ giữa những vấn đề này. Đừng có để cho chúng làm đảo lộn giữa công việc và cuộc sống của bạn. Đây cũng là ngày mà với bạn tuổi Mão không nên trút hay là chia sẻ lòng mình với những người ưa đố kỵ, hoặc có thể sẽ hãm hại bạn trong khi bạn không để ý, không đề phòng nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn cũng không thực sự được suôn sẻ. Sẽ có những rắc rối nhỏ làm cho bạn tuổi Mão cần phải sớm giải quyết, chớ để chúng trở thành vấn đề lớn khiến cho hai người ngày càng xa cách nhau nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, hiệu suất công việc bị giảm sút vì thiếu đi sự tập trung. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, cảm xúc bối rối, có nhiều luồng suy nghĩ vướng bận. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tránh tâm sự nhầm người, kéo lại tạo điều kiện cho kẻ xấu hãm hại. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, hãy rành rẽ giữa các vấn đề công tư cho rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vấn đề nhỏ nhưng tích tụ lâu dài cũng có thể sẽ làm rạn nứt trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 83, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thìn trải qua một ngày công việc gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Thìn trong ngày này là nên tránh làm những công việc trọng đại, thậm chí là những công việc mà bạn cảm thấy hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình và có những điều kiện có sẵn. Và khi có những chuyện xảy ra ngoài dự kiến, với bạn tuổi Thìn nên hít thở thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh và từ từ giải quyết nó nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cũng đang có điềm báo, làm gì cũng khó có thể đạt được mục tiêu mà mình đã mong muốn, nhất là khi bạn đang đối diện với kiếp tài chiếu mệnh.
cái điều này sẽ rất đáng lo ngại. Và với bạn tuổi Thìn, liệu bạn đã lên tiếng đề nghị, yêu cầu sự trợ giúp hay là chưa, hay là chỉ biết im lặng mà thôi? Đây là ngày mà bạn nên tìm được câu trả lời cho mình trước tiên, thay vì cầu nhau hay là trách cứ người khác, bạn tuổi Thìn nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Thìn là nên biết cân bằng lại cuộc sống của mình để có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, nhất là đảm bảo cho giấc ngủ sâu thì sức khỏe của bạn mới được nhanh hồi phục trở lại. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa chưa xác định được điều mình thực sự mong muốn là gì. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc suy nghĩ, cân nhắc về những điều mình thực sự muốn và cần. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim đừng có chần chừ, do dự để lỡ mất cơ hội đáng tiếc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm vợ chồng được ổn định, hai người hay chia sẻ với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 72, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm lẫn các mối quan hệ của bạn ngày hôm nay. Và ngay cả khi với bạn tuổi Tỵ đã được ở bên nhau trong một khoảng thời gian dài, với bạn vẫn sẽ có được những phút giây phấn khích khi được gặp lại người ấy sau một ngày làm việc và không nhìn thấy nhau nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn có được sự tự tin vào năng lực của bản thân mình, và có thể ai đó sẽ cần tới sự giúp đỡ của bạn trong ngày hôm nay, bởi vì bạn là người có kiến thức, có sự hiểu biết về vấn đề mà họ đang gặp phải. Vì vậy, với bạn tuổi Tỵ, hãy chia sẻ với họ bằng tất cả sự nhiệt tình, tất cả vốn kiến thức, hiểu biết, vốn sống của mình đang có, bạn tuổi Tỵ nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy với bạn lúc này sức khỏe của bạn khá chi là ổn định, thậm chí là cả đối với những người không có thời gian dành cho bản thân mình, lúc này cũng sẽ tìm được chút bình yên, một góc riêng để tâm của mình được tĩnh lặng trở lại. Nhìn chung với bạn tuổi Tỵ trong ngày này không cần phải lo lắng nhiều về khía cạnh sức khỏe của bản thân mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tình hình tài chính có dấu hiệu được cải thiện tích cực hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chớ nên dành tiền cho những món đồ không thực sự cần thiết. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, chi tiêu tiết kiệm, tích lũy được tiền bạc kha khá. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, vợ chồng cần nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, chớ nên gây gỗ, gây mâu thuẫn. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 85, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tư hại. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo sẽ có những vấn đề khó lường xảy ra, nhưng với bạn tuổi Ngọ đang tưởng rằng sẽ có được một ngày rất yên bình. Và bạn tuổi Ngọ đừng vì thế mà mất đi sự bình tĩnh, vì đây là lúc sẽ có những kẻ xấu lợi dụng sơ hở của bạn để làm hại bạn bằng những câu nói khó nghe nữa. Bên cạnh đó,
Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có thiên ấn ghé thăm. Cái điều này cho thấy với bạn cũng sẽ có được một ngày tuyệt vời để thể hiện sự sáng tạo của mình. Và bạn tuổi Ngọ hãy biến những ý tưởng thành hành động và bắt tay vào thực hiện công việc. Với bạn sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng là xứng đáng, vô cùng là giá trị nữa. Và bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội để thể hiện bản thân mình trong một ngày mà bạn đang có đầy ý tưởng như thế này nhé. Ngày này, bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ tương trợ cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay diễn ra được suôn sẻ hơn. Và hai bạn có nhiều thời gian tương tác cho nên cảm thấy dễ trải lòng hơn. Với bạn mệnh tuổi Ngọ, dần chấp nhận cả những điểm mà bạn không vừa lòng ở đối phương nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, chú ý tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nên suy nghĩ kỹ trước khi đến với một ai đó. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, đường sự nghiệp của bạn có nhiều điểm sáng, gặt hái được nhiều thành quả lao động. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, thể hiện được điểm mạnh của bản thân mình trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, các chuyện tình cảm của bạn gặp phải nhiều vấn đề vướng mắc. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 81, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho bạn trong ngày hôm nay trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Với bạn tuổi Mùi dễ dàng bị tổn thương vì những chuyện nhỏ nhặt. Thế nên với bạn hãy bảo vệ những cảm xúc của mình kỹ lưỡng một chút trong ngày hôm nay, như thế bạn sẽ được an toàn hơn nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, dường như trong suốt khoảng thời gian vừa qua với bạn đã cố gắng tìm hiểu, lập ra những kế hoạch, giám sát mọi thứ trong tầm tay của mình, nhưng bạn đang gặp tỷ kim chiếu mệnh vận ngáng đường làm chậm tiến trình làm việc của bạn. Vì vậy với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải hiểu rằng sự kiểm soát không phải là cách làm hiệu quả nhất. Đây là ngày mà bạn nên học cách buông bỏ sẽ tốt hơn. Ngày này, bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe của bạn, nhất là vấn đề liên quan tới đường tiêu hóa, đường ruột. Với bạn tuổi Mùi, không nên ăn uống quá đỏ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân, đặc biệt là dạ dày. Và bạn tuổi Mùi cũng nên nhớ rằng chỉ khi có sức khỏe thì mới có thể thực hiện được lý tưởng của bản thân mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, cần phải chú ý đề phòng của kẻ tiểu nhân tiếp cận để hãm hại mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, vướng vào tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, lãnh đạo. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ có được sự hòa hợp, biết chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hãy có cách hành xử, nói năng chừng mực hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, mở rộng mối quan hệ xã giao, không nên sống khép mình trong thế giới riêng. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 58, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn trải qua một ngày không được tốt cho lắm. Nhắc nhở bạn tuổi Thân, bạn cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, nên tập trung hơn vào công việc của mình để tránh xảy ra sai sót. Lơ là và thiếu cảnh giác với bạn sẽ dễ đánh mất đi phong độ của mình trong công việc lắm nhé.
Và ngày hôm nay với bạn tuổi thân á, may mắn là bạn lại có được nhiều sự nâng đỡ trong chuyện tình cảm khi bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Và nếu như bạn đang còn độc thân thì trong ngày này chính là cơ hội để cho bạn tìm thấy được một nửa của đời mình. Và với bạn, hãy mạnh dạn tham gia các buổi hò hẹn cùng với bạn bè, biết đâu bạn sẽ gặp được định mệnh của đời mình ở nơi đó thì sao. Trong ngày này, đối với những người đã có đôi có cặp cũng sẽ có được một ngày cái chuyện tình cảm được ngọt ngào. Hai bạn biết cách để sạc thêm năng lượng cho nhau bằng tình yêu ngọt ngào như mật đường, dành cho nhau thêm nhiều thời gian để yêu thương và chăm sóc cho nhau nhiều hơn nữa. Vài câu quýt cho bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, thiếu cảnh giác có thể dẫn tới mất phong độ làm việc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc, cần phải tập trung hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ cần phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, đối với những người đang còn độc thân có được cơ hội tìm thấy được đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, người có đôi giữ được tình yêu ngọt ngào như đường mật. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 88, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022, xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày đào hoa nở rộ. Và đối với những bạn đang còn độc thân có thể đã tìm thấy được mảnh ghép phù hợp nhất cho mình. Nếu như sự khác biệt của bạn và người ấy mang lại sự cân bằng cho cuộc sống của cả hai nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, hãy để cho cảm xúc dẫn dắt bạn và luôn cởi mở với những điều tình cờ ngẫu nhiên đến với bạn trong ngày hôm nay khi mà bạn đang có được ngày thực thần che chở. Với bạn tuổi Dậu, đừng có làm căng thẳng hóa với những việc không đáng có, bởi vì như thế với bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn. Và đơn giản hóa mọi việc là cách để cho bạn trải qua một ngày dễ chịu hơn, bạn tuổi Dậu nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy có những chuyện trong ngày hôm qua sẽ được bạn xem xét và xử lý ổn thỏa, giải quyết triệt để, với bạn có thể thở phào nhẹ nhõm. Một số vấn đề liên quan tới tiền bạc cũng tìm được cách xử lý và lúc này bạn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nói năng không suy nghĩ gây tổn thương tới người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tính khí nóng nảy dễ nổi giận với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, không nên quá kiêu căng tự mãn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chú ý tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 81, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022, xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho bạn đang có sự đặc quyền và với bạn trở nên khó tính hơn. Bạn tự cho mình có quyền xem xét người khác và khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu về con người của bạn. Và với bạn tuổi Tuất đó, nếu như còn tiếp tục với thái độ như thế này thì dần dần mọi người sẽ không còn dám tiếp xúc với bạn nữa đâu đó bạn tuổi Tuất nhé. Lại thêm trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn đừng có tự tin cho rằng mình biết rồi, và thay vì nhìn vào bức tranh tổng thể thì với bạn lại say sưa các khía cạnh nhỏ hơn, và điều đó khiến cho bạn đang cảm thấy bị bỏ lại ở phía sau.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bản tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này sẽ ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe của bản mệnh. Nhưng nếu như với bạn loại bỏ được những lo toan thì sẽ giảm bớt được các gánh nặng từ tâm bệnh mà ra. Do đó, với bạn tuổi Tuất nên tìm tới các hoạt động vui chơi để tham gia, để chơi, tránh việc để cho tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân mình nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa không nên giữ những suy nghĩ quá bi quan, tiêu cực. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo xảy ra ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc cố gắng hết sức để khắc phục những vấn đề khó khăn trước mắt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tình cảm vợ chồng có sự thờ ơ, lạnh nhạt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ tích cực sẽ khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng, đơn giản hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 42, số 57, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên nhẹ nhàng hơn. Với bạn tuổi Hợi đang có được các mối quan hệ xã giao hài hòa và ngày hôm nay bạn đang quay cuồng giữa các cuộc gặp gỡ, giao lưu với bạn bè. Nhưng với bạn tuổi Hợi cũng đừng quên hãy dành cho mình những phút giây để tĩnh lặng, thư thái với những tiếng cười nhẹ nhàng và dễ chịu nữa nhé. Và với bạn tuổi Hợi, bạn là một người luôn sẵn sàng để đối đầu với những khó khăn, chướng ngại, yêu thích thử thách vì chúng có thể sẽ giúp cho bạn có được sức mạnh, sự quyết tâm để tiến tới những mục tiêu mà bản thân mình đã đặt ra. Ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang có được chính quan chiếu mệnh, dường như sẽ mang thêm động lực để cho bạn thực hiện công việc của mình, với bạn đang có được tinh thần đầy hứng khởi nữa. Tuy nhiên, bạn tuổi Hợi trong ngày này lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này cũng cho thấy bản mệnh lúc này cứ băn khoăn, trăn trở và không đủ quyết đoán thì chẳng đi đến đâu cả. Và tốt nhất là với bạn tuổi Hợi, hãy dừng việc này lại và dành thời gian cho việc suy nghĩ một cách kỹ lưỡng hơn. Sau đó hãy đưa ra quyết định cuối cùng cho mình trong ngày hôm nay nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, nhân duyên vượng sắc nên chủ động để nắm bắt chuyện với người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ luôn biết lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc không nên dễ dàng tin theo lời của người khác trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim dễ bị cuốn vào những phi vụ tranh chấp. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy chú ý đề phòng của kẻ tiểu nhân luôn tìm cách để hãm hại mình. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!